ôm xử lý ban ấy cái chi nâng còn ô cái ba mà tô mấy chín che che áo ấy xử lý ở ba tô mấy chi lôi mày che che ai ôn mẹ thôi xử lý à mặc chi lê nha con đặt ừ tập 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 lôi mẹ quả mấy cái này khóc mày đã mất súp món ăn bắt khai khlẹ gì vậy hả rồi còn á ừ quả này mình lấy tiết ừ lúc chứ lúc bột khlẹ ừ phải rồi bắt tạ rồi nha nè cái miền bị chết sẵn à ăn cái nào nước tí xin nữa đi dạ à ừ, ông quay lên nha con. Ừ, ai trai chi không này nhá, cục kì. Ừ, kìa, ừ. Ừ, ao đặt tay lên kìa, ừ. Ừ, lâu nha, tỏ tỏ nè, tí tí. Ừ, 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 ta coi nó đặt tay cho em nha. Ừ, nó tục trai nha, xô xô nó. Ừ, coi xô còn ơi, coi tôi cho bạn đặt bài cái nha. Ừ. Không. Được không? Đi nè, nhà mắt lắm. Đi đi cái kia này, tăng cái kia á. Không cho tôi không bắt chết đây nha. Ông bơ đẹp tay xuất ra, bơ đẹp tàu chinh xuất ra, ha, có nhám à? Nhám sai cho con, còn nhám cho bố à? Chị tô đa lên nha con. Chị Ly ơi. Xe đây mày chỗ bắn à nó mới cho chạy đây cao với cốt à kịp bắn xu lịch đang trả đá phê nó kì khinh cái áo mày rồi ta tao con ta chẳng tao mến một đáy chấm nhám mấy con trái này chị nào người lắm.
xu đây.